Thưa quý vị thưa các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết tại khu vực Bắc Bộ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường chủ động có phương án phòng chống rét, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong những ngày trời rét đậm rét hại. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định không quy định chi tiết về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày trời rét đậm như mỗi năm, mà giao quyền chủ động cho các hiệu trưởng. Tùy theo điều kiện thực tế và diễn biến thời tiết ở mỗi địa bàn, hiệu trưởng có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm vào buổi sáng. Trong những ngày trời rét đậm, phụ huynh học sinh có thể cho con nghỉ học ở nhà và thông tin cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý, các nhà trường trong những ngày trời rét không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời và cũng không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục.